Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Kể từ khi ra mắt thì One Piece là một trong những bộ truyện tranh dài nhất và vô cùng nổi tiếng nhất với hơn hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Mặc dù bộ truyện vẫn còn nhiều bí mật chưa được tiết lộ, nhưng chính tác giả Oda đã thừa nhận rằng One Piece đến phần cuối cùng và chuẩn bị kết thúc sau vài năm. Vì vậy, mỗi chương hiện tại đều chứa đựng rất nhiều thông tin mới mà chúng ta đều tò mò muốn biết. Sau gần 2 tuần giải bị hoãn thì spoiler mới nhất cho chương 1072 cuối cùng đã xuất hiện trên mạng xã hội. Trong chương mới nhất này, Oda tiết lộ những thông tin bất ngờ và cực kỳ quan trọng liên quan đến những sự kiện xảy ra trong quá khứ. Sẽ có khá nhiều thông tin về Kuma bao gồm trái ác quỷ, cũng như một số thông tin về Stashi. Hóa ra đây cũng là một bản sao của một thành viên băng Rock. 1072 là một chương mới mở đầu cho năm 2023, vì vậy với những thông tin được tiết lộ sớm cho thấy chương này rất hay và thú vị. Không để cho mọi người chờ đợi lâu, hãy cùng mình đến với các tin tức spoil mới nhất về chương 1072. Chương này có tựa đề Sức nặng của ký ức. Ở phần trang bìa, chúng ta thấy các thành viên tổ chức MAS là Queen, Judge và Caesar đang chế tạo vũ khí. Điều này tiếp tục sâu chuỗi các câu chuyện trang bìa hồi tưởng tập trung vào nhóm khoa học thiên tài này. Những kẻ tiết lộ ban đầu cho biết rằng sẽ có một đoạn hồi tưởng và Vegapunk giải thích rằng sức mạnh của Kuma biến những thứ vô hình thành hữu hình. Kuma biến cảm xúc cơ thể trong chúng ta, có thể hiện thực hóa các tín hiệu được gửi bởi hệ thống thần kinh, chẳng hạn như nỗi đau, ký ức và suy nghĩ trở thành có thật. Một ví dụ thực tế cho điều này là khi nỗi đau của Ruffy được rút ra và sau đó chuyển sang cơ thể của Zoro trong phần Thriller Bark. Hóa ra đây cũng là lý do thực sự khiến Kuma trở thành đối tượng nghiên cứu của Vegapunk. Vegapunk muốn Kuma giúp ông ta trong thí nghiệm của mình. Ông muốn Kuma hiện thực hóa ký ức của chính mình để Vegapunk có thể điều tra xem trọng lượng của ký ức sẽ như thế nào. Phần tiếp theo sẽ là trận chiến chỗ bến tàu Thousand Sunny. Trong chương 1071, chúng ta thấy Kaku muốn phá hủy tàu Sunny theo lệnh của Luffy. Nhưng khi sử dụng đòn tấn công thì Zoro tỉnh dậy và đỡ đòn. Kaku trông có vẻ hoảng hốt khi nhận ra sức mạnh của Zoro đã tăng lên nhanh chóng. Ở trong chương mới lần này, chúng ta được xem tiếp diễn biến của trận chiến tái đấu giữa Zoro và Kaku. Đúng như mình dự đoán, Kaku thực sự thức tỉnh được trái ác quỷ. Anh ta sử dụng trạng thái gian thức tỉnh chiến đấu chống lại Zoro. Tuy nhiên, những thông tin spoil chỉ ra rằng Zoro đánh bại Kaku và đây chắc chắn là một kết quả thú vị. Trái ác quỷ của Kaku là trái hệ gian hình mẫu hươu cao cổ, lần đầu tiên xuất hiện trong phần NS Lobby. Nói cách khác, Kaku hoàn toàn đánh thức được trái ác quỷ của mình trong khoảng 2 năm. Tuy nhiên, Zoro từng chém gục được khi hỏa hoạn, ăn trái ác quỷ khủng long cổ đại, đồng thời chém trọng thương Kaido bằng Haki Bảo Vương cao cấp, nên một con hươu cao cổ chắc chắn không gây ra khó khăn gì cho anh ta cả. Cuối cùng, thông tin tiếp theo tập trung vào Stashi, người trong nhóm CP0 đang trên đảo Egghead. Cô ấy được tiết lộ rằng cô là một bản sao của một cựu thành viên trong hải tặc Robs. Stashi là bản sao của Miss Buckingham Stashi, tức Buckin, vợ tự nhận của Dâu Trắng, mẹ của Edward Weevil. Nếu Buckin được tiết lộ là một cựu thành viên của bang hải tặc Robs, điều này củng cố thêm phần nào uy tín cho tuyên bố của bà ấy về việc nuôi dạy đứa con trai duy nhất của Dâu Trắng. Chi tiết thứ hai, chưa xác thực đó là trái ác quỷ của Stashi là trái dơ hệ Doan. Tuy nhiên, những người dò dỉ có uy tín như Raiden đã tuyên bố điều này là giả mạo vì nó liên quan đến việc nội dung tiết lộ trong chương sắp tới. Mặc dù nó có thể được tiết lộ sau này, nhưng hiện giờ nó dường như không phải là một phần của sự kiện sắp tới. Theo đánh giá của mình, một lần nữa, chương 1072 trình bày những thông tin quan trọng và thú vị, đặc biệt là về nhân vật Kuma. Mặt khác, thông tin liên quan đến Kuma dường như xác nhận những giả thuyết được lan truyền trước về việc Kuma có thể đã không chết, và những ký ức hay bộ não vẫn được Vegapunk cất giữ ở một nơi an toàn. Trước khi Vegapunk biến Kuma thành Pacifista, anh ta yêu cầu Kuma lưu lại ký ức của mình. Ký ức này cũng có thể là thứ mà Vegapunk muốn tặng cho Bonney. Có thể là Vegapunk đã không còn khả năng khôi phục tình trạng của Kuma như trước. Tuy nhiên, Kuma vẫn giữ những ký ức quá khứ của mình và được bảo quản tốt. Điều không kém phần thú vị từ chương này là thông tin Stashi là một bản sao của một thành viên băng Rock. Đây rõ ràng là một bất ngờ lớn và cũng là câu trả lời tại sao cô ta có thể rất quen thuộc với đảo Egghead và tất cả hệ thống phòng thủ trên đảo. Trên thực tế, Stashi cũng quen thuộc với những bản sao của Vegapunk. Tác giả Oda dường như đang dần bắt đầu tiết lộ các thành viên trong băng hải tặc Rocks. Vì vậy, có thể trong tương lai chúng ta có thể thấy một đoạn hồi tưởng với băng hải tặc này. Trên đây là những thông tin spoil mới nhất về chương 1072, cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, khi nào có thêm thông tin mới, mình sẽ cập nhật cho chúng ta cùng phân tích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe để được chào và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.